kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung tin Hội cựu chiến binh huyện Tuần Giáo thăm hỏi tặng quà gia đình hội viên nhân dịp Tết Nguyên đán. VNPT Tuần Giáo trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Quải Cang. Agribank Tuần Giáo phối hợp tổ chức chương trình Agribank Tài trợ An sinh xã hội Agribank chung tay vì người nghèo xuân năm dần năm 2022. Sau đây là tin chi tiết. Chiều ngày 24 tháng 1, đồng chí Vũ Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hội Cứu Chiến binh huyện Tuần Giáo, đại diện cho Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo huyện Tuần Giáo, đã đến thăm hỏi chúc Tết hai gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quài Cang, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tại nơi đến thăm, đồng chí đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, đời sống, chuẩn bị vui xuân và đón Tết nhâm dần năm 2022. Đồng thời chúc các hộ gia đình luôn mạnh khỏe, đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh. Bước sang năm mới có thêm nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Dịp này, thay mặt Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Tuần Giáo, đồng chí Vũ Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Tuần Giáo, đã trao tặng cho mỗi gia đình chính sách một phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng. Chúc các gia đình đón Tết cổ truyền nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc. Sáng ngày 24 tháng 1, VNPT Vinaphone Tuần Giáo phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quải Cang trao tặng 11 suất quà Tết cho các gia đình chính sách và trao học bổng VNPT chắp cánh tài năng Việt cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Quài Cang nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Thái, trường đại diện giám đốc VNPT huyện Tuần Giáo, gửi lời thăm hỏi động viên chúc Tết tới các gia đình chính sách, đồng thời nhấn mạnh đơn vị luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn. Đây không chỉ là tình cảm mà là việc làm rất cần thiết để mọi người đều vui đoàn Tết. Vietinbti Điện Biên trong những năm qua ấy, đã hỗ trợ bà con nhân dân xã nghèo xã Phước Cang là con bò giống để làm sao mỗi một hộ gia đình sẽ được cấp phát một con bò để đảm bảo là uh, phát triển nền kinh tế uh, qua con uh, giống. Trong uh, dự án trong năm 2021-2025, Vietinbti Điện Biên tiếp tục đồng hành cùng với xã uh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ các bà con nhân dân chính sách của xã các bà nhân bà con nhân dân hộ nghèo trong xã đảm bảo cái an sinh xã hội rồi thoát nghèo một cách bền vững là đơn vị giúp đỡ xã Quải Cang bằng nguồn quỹ trích từ tiền lương của cán bộ nhân viên trong cơ quan. Hàng năm VNPT Điện Biên đã chi hơn 100 triệu đồng mua bò giống cùng nhiều học bổng, quà để thăm hỏi gia đình chính sách, kinh phí ủng hộ cho các hoạt động của xã Quải Cang. Chiều ngày 24 tháng 1, Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo phối hợp với Agribank, chi nhánh huyện Tuần Giáo, tổ chức chương trình Agribank Tài trợ An sinh xã hội, Agribank chung tay vì người nghèo, xuân nhâm dần năm 2022. Dự có ông Giàng A Dơ, Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo, ông Văn Đình Việt, Giám đốc Agribank, chi nhánh huyện Tuần Giáo và các đồng chí là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Chương trình Agribank tài trợ an sinh xã hội, Agribank chung tay vì người nghèo xuân nhâm dần năm 2022 là chương trình do Công đoàn Agribank Việt Nam khởi xướng. Qua Agribank huyện Tuần Giáo, tặng quà cho các gia đình nghèo tại 8 xã gồm xã Trường Đông, Trường Sinh, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Bố Nhung, Vinh Sáng và Dạng Đông với 140 xuất quà. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng đây là hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực của Công đoàn Agribank Việt Nam, Agribank huyện Tuần Giáo, chung tay giúp đỡ người nghèo với bớt những khó khăn trong cuộc sống, đón Tết nhâm dần năm 2022 vui tươi, đầm ấm. Sau đây là nội dung bản tin COVID ngày 23 tháng 1 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Số bệnh nhân COVID-19 mắc mới trong ngày 23 tháng 1 tính đến 16 giờ là 25 ca, trong đó tại cộng đồng 1, khu cách ly vùng phong tỏa 10, trạm khai báo y tế liên ngành 14. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 349 bệnh nhân, trong đó tại khoa truyền nhiễm 35 bệnh nhân, cơ sở điều trị hồi lóng 193 bệnh nhân, cơ sở điều trị trường chính trị 109 bệnh nhân, nhà tạm giam công an huyện Tuần Giáo 12 bệnh nhân. Hoàn thành điều trị trong ngày 12 bệnh nhân, lũy tích hoàn thành điều trị 129 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 lưỡi tích là 582 bệnh nhân, trong đó tại cộng đồng 23, khu cách ly vùng phong tỏa 332, qua chốt kiểm dịch 225, phơi nhiễm 2. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã ghi nhận 454 ca mắc COVID-19 tại các xã Quầy Tở 50, Trường Sinh 79, Trường Đông 39, Quầy Cang 79. Quài Nưa 28, Mừng Mùn 16, Mừng Trung 35, Nà Tòng 10, Mường Khong 19, Nà Xáy 31, Thị Trấn Tuần Giáo 37, Tình Sáng 3, Dạng Đông 3, Mừng Thín 24, Tòa Tình 1. 128 ca còn lại thuộc các địa phương khác trong tỉnh. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021. Năm 2022, huyện Tuần Giáo tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo đúng đối tượng và đúng chế độ. Trong tháng 1 năm 2022, huyện đã phối hợp với Tổ chức Trẻ Em Rồng danh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 23 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền là 48,3 triệu đồng. Hỗ trợ hai hộ gia đình có hai con bò giống tại xã Quài Tở và Quài Cang phối hợp với các công ty doanh nghiệp ngoài tỉnh, thực hiện chính sách hỗ trợ đưa đón người lao động về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn, hoàn thành công tác điều tra, phúc tra và công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, triển khai các nhiệm vụ về công tác giảm nghèo năm 2022. Năm 2021, 19 xã thị trấn của huyện Tuần Giáo đạt 5 trên 5 tiêu chí tiếp cận pháp luật từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa. Hầu hết tại các xã thị trấn, tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ tiêu số 5 thuộc tiêu chí 2, 100% các xã thị trấn đạt 12 điểm tối đa. Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định. Trong năm không có cán bộ công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban dân huyện đã ban hành quyết định số 185 ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban dân huyện về chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Kế hoạch số 23 ngày 1 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban dân huyện về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2021, kế hoạch số 33 ngày 8 tháng 2 năm 2021, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật năm 2021, công văn số 1183 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Dân huyện về việc triển khai quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới lãnh đạo, cán bộ ủy ban dân các xã thị trấn triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ban an toàn giao thông huyện đã bám sát các chỉ đạo của chính phủ, ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ban an toàn giao thông tỉnh, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan đơn vị đoàn thể huyện, các ủy chính quyền xã thị trấn tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên tuyến địa bàn giao thông gắn với thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trọng tâm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông các ngày lễ Tết, sự kiện chính trị lớn của đất nước, đoàn lãnh đạo, khách quốc tế đến thăm làm việc trên địa bàn huyện. Trong năm 2021 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 5 người, tăng so với cùng kỳ năm 2020. Hư hỏng 7 xe mô tô Thiệt hại ước tính khoảng 28 triệu đồng. Những năm qua, được sự hỗ trợ từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới, huyện Tuần Giáo đã và đang triển khai xây dựng và hoàn thành các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen trong sinh hoạt, sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhất là sự hỗ trợ từ chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Người dân từng bước xóa bỏ thói quen lạc hậu để giữ gìn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh và đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Thống kê trong năm 2020, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới, đã hỗ trợ huyện Tuần Giáo xây dựng 160 nhà tiêu, mức tiền là 1 triệu 122.900 đồng trên một hộ. Tổng số tiền trên 179 triệu đồng, nà sáy 60 hộ, trường sinh 50 hộ, trường đông 50 hộ. Năm 2021, tiếp tục hỗ trợ gói xây dựng nhà tiêu với 220 cái, tổng kinh phí hỗ trợ trên 247 triệu đồng tại 6 xã, quài cang 60 hộ, Quài Nưa 30 hộ, Quài Tở 30 hộ, Nà Sáy 30 hộ, Trường Sinh 30 hộ, Trường Đông 40 hộ. Được biết, chương trình sẽ được giải ngân dựa trên kết quả. Cụ thể sau khi được chọn để hỗ trợ, các hộ dân sẽ tiến hành xây nhà vệ sinh. Khi hoàn thành, cán bộ cơ quan chức năng sẽ đến kiểm tra thực tế từng hộ gia đình. Hộ nào xây dựng đạt tiêu chuẩn thì mới được nhận hỗ trợ. Cũng trong năm 2021, huyện đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho đội ngũ cộng tác viên tại ba xã, quài nưa, quầy cang và quài tở. Đồng thời, tổ chức ngày hội vệ sinh tại các xã, truyền tải các thông điệp tuyên truyền qua lo phát thanh tại 8 xã về nước sạch vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng. Tổ chức 240 buổi họp thôn bản thu hút gần 8.000 lượt người tham gia. Các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã và đang phát huy tính hiệu quả, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và thói quen sinh hoạt, giữ gìn môi trường sáng xanh sạch đẹp, góp phần đảm bảo sức khỏe toàn diện cho người dân, nhất là người dân sinh sống ở vùng cao miền núi. Để thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra năm 2022, trong tháng 1 năm 2022, huyện Đoàn Giáo đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong tháng, đã tiến hành một cuộc thanh tra về công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước cấp, chi trả chế độ và các khoản huy động, đóng góp của học sinh tại trường mầm non Khong Hinh. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan đơn vị phát huy bản chất bộ đội cụ hồ cùng nhau vượt khó để vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, hội cựu chiến binh huyện đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc hỗ trợ hội viên hội cựu chiến binh làm kinh tế thoát nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hội đã thực hiện tốt việc khai thác, quản lý vốn ủy thác theo các chương trình tín dụng với tổng số tiền trên 119 tỷ đồng cho 286 thành viên vay vốn. Các hộ gia đình hội viên vay vốn đều thực hiện đúng dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Qua đó trong 5 năm vừa qua, số hộ gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo toàn huyện là 425 hộ, giảm bình quân 4,5%, xóa được 15 nhà cũ nát. Cùng với đó, các cấp hội đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi bằng nhiều cách làm hay để chia sẻ, giúp đỡ nhau như vận động quyên góp ủng hộ hai đồng chí bị cháy nhà với số tiền trên 40 triệu đồng phối hợp với Hội cựu chiến binh quận Hà Đông hỗ trợ làm hai nhà tình nghĩa đồng đội với số tiền là 100 triệu đồng. Ngoài ra, các tri hội đều xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, vận động giúp đỡ trên 1.000 ngày công, cây trồng vật nuôi cho hội viên nghèo, gia đình khó khăn, các đối tượng chính sách trên địa bàn. Với vai trò cầu nối, giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo đã triển khai kịp thời các chương trình vay trên địa bàn. Gia đình chị Quảng Thị Loan ở bàn ngúa xã Quải Tở là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi. Năm 2019, chị được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Chị Loan mua hai con trâu, đến nay đã sinh sản được 5 con. Chị Loan cho biết, sau khi vay vốn, gia đình đã xây chuồng nuôi nhốt để thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và mua trâu giống. Số trâu sinh sản được, tôi đã bán và trả được gần hết số nợ. Cuộc sống của gia đình đã được nâng lên, mua sắm được tivi, xe máy và có điều kiện nuôi các con ăn học tốt hơn. Đối với gia đình chị Loan và nhiều hộ nghèo khác ở Bản Ngúa, nguồn vốn vay ưu đái từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo động lực giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hiện nay, tổ tiết kiệm và vay vốn Bản Ngúa có tổng dư nợ 2,382 tỷ đồng với tổng số 47 hộ vay. Trong đó không có nợ quá hạn. Năm 2021, tổ tiết kiệm và vay vốn Bản Ngúa có 12 hộ được vay với số tiền là 600 triệu đồng. 47 hộ gửi tiết kiệm tại tổ 55 triệu đồng. Để đảm bảo đồng vốn ưu đãi của nhà nước đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả, Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đứng ra nhận ủy thác cho hội viên. Sau khi tiếp nhận danh sách người vay vốn từ các xã gửi lên, đơn vị cử cán bộ về cơ sở thẩm định và hướng dẫn các hộ lập hồ sơ vay vốn. Đồng thời phối hợp các tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức đoàn thể, hướng dẫn hộ nghèo lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với gia đình, thường xuyên giám sát để đồng vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn huyện có 333 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2875 hộ được vay. Tổng dư nợ đạt trên 544,611 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,14%. Nguồn vốn vay ưu đãi đã tiếp thêm nguồn lực cho các hộ nghèo, hộ chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, có điều kiện cho con học tập, học nghề tìm kiếm việc làm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là nguồn lực quan trọng giúp các xã trên địa bàn huyện thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thu nhập, hộ nghèo, nhà ở, vệ sinh môi trường. Ông Lò Kiên Trinh, giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo cho biết. Chương trình cho vay cận nghèo thì họ là những hộ mới thoát nghèo theo danh sách và danh giới giữa họ tái cận nghèo và và tái nghèo cũng là rất là mong manh. Thế cho nên là theo quy định của chính phủ đã triển khai cho vay cái thoát nghèo này để tiếp tục duy trì để cho các hộ này là tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để họ thoát nghèo bền vững từ cái kinh nghiệm là họ đã sử dụng nguồn vốn nghèo cận nghèo rồi và trong quá trình mà họ đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì chúng tôi thấy là đem lại hiệu quả tương đối tốt và cái nó góp phần vào cái việc mà giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đồng hành cùng người dân xóa đói giảm nghèo, thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuần Giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, vai trò, ý nghĩa của các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để người dân có nhu cầu nắm và thực hiện vay vốn. Đơn vị sẽ bám sát các mục tiêu nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là các xã đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới tập trung cho các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách vay vốn để phát triển kinh tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Xã Pú Si chăm lo người có công trên địa bàn. Xã Pú Si hiện có hai gia đình có công với cách mạng Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội để đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình liệt sĩ, thương binh. Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công luôn được cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Phú Si quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện công tác người có công đạt kết quả, hàng năm xã đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác chăm sóc người có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời tiếp nhận và kịp thời trao quà của huyện và của xã cho các gia đình có công với cách mạng. Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 đang đến gần, xã Bố Di si có nhiều hoạt động phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể của xã, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, đồng thời vận động các hội, đoàn thể và người dân trong xã góp ngày công lao động như sửa chữa dọn dẹp xung quanh nhà cửa, nhổ cỏ nương, chia sẻ với chúng tôi ông Lào Văn Thang Chủ tịch Ủy ban dân xã Phú Si cho biết thực hiện là chính sách người có công với cách mạng xã Phú Si có hai hộ gia đình một gia đình liệt sĩ một với gia đình tự sĩ hàng năm xã đã tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân ngày 27 tháng 7 và dịp Tết Nguyên Đán ngoài ra xã cũng tổ chức cho các bản giúp gia đình người công lao động Đảng bộ và nhân dân xã Phú Di vẫn luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Nhờ vậy những gia đình người có công của xã đã có cuộc sống ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần. Các đối tượng chính sách đều phấn khởi và cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phú Di. Thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công và cách mạng, Zaporizhia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để ngày càng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người có công trên địa bàn xã. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung bài viết Tuần giáo tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm. Trên địa bàn huyện Tuần Giáo hiện có trên 704 cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa, nhà hàng, quán ăn uống. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã được huyện chú trọng kiểm tra thường xuyên, yêu cầu các chủ hộ kinh doanh, nhà hàng phục vụ ăn uống ký cam kết không vi phạm những quy định trong kinh doanh, đặc biệt là về vệ sinh ăn uống, nhất là trong dịp Tết. Trong năm 2021, đội quản lý thị trường số 2 đã tuyên truyền vận động được 466 chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm. Phối hợp với 11 trên 19 xã thị trấn, ký quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với công tác kiểm tra của các ngành chức năng, các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn cũng đã chủ động, nhập một khối lượng hàng hóa về phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết. Nhiều loại hàng hóa đã được bày bán trên thị trường cũng được các chủ cơ sở kinh doanh kiểm tra kỹ trước khi nhập hàng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và đảm bảo uy tín của các cơ sở kinh doanh. Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, kéo theo việc sản xuất kinh doanh và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm cũng tăng lên nhộn nhịp bên cạnh nguồn hàng sản xuất tại địa phương thì đa phần hàng hóa trên thị trường được nhập từ các tỉnh thành khác và nước ngoài về tiêu thụ do đó đây là thời điểm mà nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp với nhiều loại mặt hàng thực phẩm không đảm bảo chất lượng hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng cũng chính vì thế công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp này được huyện tuần giáo đặc biệt quan tâm Ông Nguyễn Quang Chiến, đội phó đội quản lý thị trường số 2 huyện Tuần Giáo cho biết. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục quản lý thị trường cũng như cục quản lý thị trường và Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cũng như là Ủy ban dân huyện Tuần Giáo, chúng tôi đã bám vào sự chỉ đạo của cục quản lý thị trường cũng như là kế hoạch kiểm tra trước trong sau Tết tăng cường kiểm tra đối với những mặt hàng thực phẩm, đồ ăn rồi là những mặt hàng thiết yếu kiểm tra về hạn sản xuất rồi là nguồn gốc xuất xứ cũng như là hạn sử dụng để đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng cũng như là lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong những ngày này, tại chợ trung tâm huyện, các cửa hàng kinh doanh các hộ tiểu thương đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Đây cũng là lúc các lực lượng chức năng huyện tuần giáo tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ kinh doanh hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước trong việc sản xuất kinh doanh thực phẩm. Thịt gia súc, gia cầm là mặt hàng có nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng bởi dịch bệnh và độ tươi của thịt. Nên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đặc biệt chú trọng kiểm tra để giúp người tiêu dùng mua được về những miếng thịt tươi ngon, đảm bảo sức khỏe trong các bữa cơm hàng ngày, đặc biệt là trong dịp Tết. Là một tiểu thương buôn bán thịt lợn tại chợ, chị lò Thị phẩm luôn ý thức việc bán thịt tươi đã qua kiểm dịch là rất quan trọng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và cũng là để tạo uy tín với khách hàng. Chị thường xuyên tiếp nhận các kênh thông tin để nắm bắt được các quy định mới chính phủ trong kinh doanh thực phẩm. Đồng thời qua nghe tuyên truyền của các ngành chức năng về tình hình dịch bệnh nguy hiểm đến gia súc gia cầm nên gia đình chị luôn chấp hành nghiêm các quy định trong kinh doanh thực phẩm bán ra luôn có dấu kiểm dịch để đảm bảo cho sức khỏe người dân. Chị Pòm cũng luôn ý thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho mặt hàng mình kinh doanh và chị cũng như các tiểu thương trong chợ thực hiện tốt việc niêm yết giá công khai để người dân dễ dàng chọn lựa và so sánh giá. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo cũng đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện theo đó huyện tuần giáo đặt mục tiêu hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp tết nguyên đán nhâm dần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong năm đặc biệt là dịp tết nguyên đán như rau thịt rượu bia nước giải khát bánh mứt kẹo dịch vụ ăn uống tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các chợ và cửa hàng kinh doanh đồng thời huy động tối đa các kênh truyền thông tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cũng như kiến thức trách nhiệm của người sản xuất, người tiêu dùng trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Với sự quan tâm của ngành chức năng địa phương từ huyện đến cơ sở, cùng với việc nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở, các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn huyện Tuần Giáo, sẽ góp phần giúp nhân dân được an toàn sức khỏe để hưởng một mùa xuân an toàn, hạnh phúc, vui tươi, trọn vẹn. Tiếp theo chương trình là nội dung lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian qua, với quyết tâm cao của cấp ủy Đảng chính quyền, sự thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, cùng với sự chia sẻ ủng hộ không nhỏ của các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các cá nhân, công chức viên chức Cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện bằng vật chất và tinh thần công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, ngày càng lan rộng, nhất là tình trạng trong số người dân lao động ở các tỉnh thành phố khác trở về địa phương ăn Tết đã xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân. Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2021, đã có 197 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại 3 khu điều trị và 1.109 F1 đang cách ly tập trung tại 2 khu cách ly tập trung của huyện và 19 khu cách ly tập trung tại 19 xã thị trấn. Trong thời gian tới, số người nhiễm có nguy cơ tăng ngày càng cao, do vậy cần thêm nhiều kinh phí để đảm bảo các điều kiện cho công tác điều trị. Hiện nay, ngân sách địa phương rất hạn hẹp, nên việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho việc điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 và các F1 tại các khu điều trị và cách ly tập trung trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo tiếp tục kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trong huyện và ngoài huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia hỗ trợ giúp đỡ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, quyên góp ủng hộ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm, hỗ trợ các khu điều trị, khu cách ly bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhằm san sẻ khó khăn chung của huyện. Mọi sự ủng hộ xin gửi về cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo, địa chỉ Khối Hồi Củ, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Thời gian tiếp nhận từ ngày 14 tháng 1 năm 2022. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn mọi sự đóng góp của các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân. Mọi sự ủng hộ sẽ được chuyển đến hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian nhanh nhất. Xin trân trọng cảm ơn. giờ dắt ngàn hồn hoa xuống đời vui trong bình minh một loài chim hót vang mọi nơi đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối anh xuân đem vui với đời kia trong bản năng tìm tung cánh hồn vui đón mừng mùa nắng tươi lành Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.